Video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một bí quyết là uống nước vào buổi sáng thải độc cơ thể. Thì chúng ta đã nghe rất nhiều những cái thông tin là uống nước buổi sáng có rất nhiều những cái lợi ích, trong đó có một cái lợi ích thải độc cho cơ thể. Thì cụ thể là thải độc như thế nào và trải nghiệm ra sao? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái hành trình cũng như cái trải nghiệm của tôi về cái việc thực hành uống nước buổi sáng trong suốt rất nhiều năm qua. Và như thường lệ, để bắt đầu phần chính của video của mình, hãy bổ sung cho cơ thể một ngụm nước để có năng lượng tuyệt vời hơn. Khi làm video này thì tôi cũng vừa mới hoàn thành xong bài chạy bộ buổi sáng. Như thường lệ, trong chuỗi thử thách chạy bộ 21 ngày suốt 3 năm qua. Và quay trở lại phần chính của video. Vậy thì uống nước vào buổi sáng như thế nào thì sẽ giúp cho đào thải? Chúng ta đã nghe rất nhiều những thông tin hay là những video trước tôi cũng đã chia sẻ. Thì uống nước vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc, chúng ta ngủ dậy, chúng ta uống nước, thì đấy là một cái thời điểm vô cùng quan trọng, và nó đã được chứng minh về mặt khoa học là mang lại rất nhiều những cái lợi ích cho cơ thể. Vậy thì cụ thể nó mang lại lợi ích như thế nào và chúng ta có cảm nhận được không? Thì trên thực tế thì những cái lợi ích mà nó giúp cho cái hệ thống cơ thể của chúng ta nó tốt lên thì thực sự là chúng ta rất là khó cảm nhận, bởi vì nó rất khó để có thể mang lại sự thay đổi. Nhưng đối với tôi thì cái sự thay đổi lớn nhất mà tôi cảm nhận được ở đây đó là một cái thói quen rất đơn giản mà tôi đã rèn luyện được suốt hơn 20 năm qua. Đó là điều gì các bạn có biết không ạ? Đó rất đơn giản, đó chỉ là cái việc uống nước buổi sáng giúp tôi dễ dàng đi vệ sinh vào buổi sáng hàng ngày. Và nó tạo cho tôi một cái thói quen là cứ buổi sáng sau khi thức giấc là khoảng một thời gian ngắn, khoảng 5 đến 10 phút sau, là cái việc tiếp theo là đi vệ sinh. Đi vệ sinh ở đây là đi đại tiện, có nghĩa là chúng ta đào thải toàn bộ những cái phần lớn, những cái chất thải trong cái quá trình của hệ tiêu hóa cơ thể. Và rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái việc mà đào thải cái chất thải ra khỏi cơ thể hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Và tôi tình cờ là tôi đã biết điều này từ cách đây hơn 20 năm, khi tôi tình cờ đọc một bài báo giấy. Trong bài báo đấy nó có một cái mẩu tên là đi đại tiện hay là đi vệ sinh hàng ngày một ngày một lần giúp giảm đâu đó, tôi không nhớ chính xác, như khoảng 30% nguy cơ ung thư. Và có thể đấy là một cái trong những cái yếu tố mà động lực, và tôi cũng sẽ mất rất nhiều những cái thời gian để tôi rèn luyện cái kỹ năng đấy. Tại vì sao? Tại vì buổi sáng khi mà thức dậy thì nhiều khi mình dậy sớm dậy muộn thì cái lịch trình sinh học nó khác nhau, nó làm cho cái thói quen chúng ta bị đảo lộn, và thực sự rất là khó đi vệ sinh khi mà chúng ta thay đổi cái đồng hồ sinh học đó. Ví dụ như dậy sớm hơn là rất là khó. Vậy thì tôi đã phát hiện ra một cái bí mật rất là đơn giản, đó là chỉ cần đơn giản là chúng ta uống nước vào buổi sáng. Uống nước như thế nào? Vậy thì uống nước như thế nào để giúp đào thải hay là đi vệ sinh đại tiện tốt hơn, hay là đào thải độc tố tốt hơn? Thì cách của tôi rất đơn giản, các bạn có thể tham khảo. Nó có thể đúng có thể sai, nhưng đối với bản thân tôi đã rèn luyện suốt hơn 20 năm qua, và nó đã mang lại cho tôi vô cùng nhiều những cái hiệu quả tuyệt vời. Thế thì cách thực hành theo các bước như sau. Thứ nhất là khi các bạn thức giấc thì các bạn uống ngay một cốc nước tầm khoảng 200ml đến 400ml. Thông thường thì tôi uống nước bình thường thôi, chứ tôi không có thời gian đi pha nước ấm. Thì thông thường trong cái phòng ngủ của tôi thì nó đều có một cái bình nước tầm khoảng 4 lít, và bên cạnh nó có cốc nước, và luôn luôn có một cái bình nước trong phòng. Như những cái video trước tôi đã chia sẻ, thì để rèn luyện một cái thói quen uống nước đầy đủ thì chúng ta ở những khu vực nào mà chúng ta hay ở lâu thì chúng ta cần phải có một cái bình nước ở đó. Chính vì như vậy thì ngay trong phòng ngủ của tôi luôn luôn có một cái bình nước và một cái cốc, để khi mà dậy, việc đầu tiên là chúng ta sẽ uống ngay một cốc nước đâu đó tầm khoảng 200ml đến 400ml gì đó. Thứ hai là các bạn hãy nằm sấp. Các bạn hãy nằm sấp trong khoảng 3 đến 5 phút tùy. Cũng có thể là chỉ 1 phút hoặc 30 giây. Có những ngày mà khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà nó dễ cho cái quá trình hệ tiêu hóa thì có khi chỉ 30 giây. Thế thì các bạn nằm như vậy nó sẽ ép lên và nó sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó nhanh chóng đào thải hơn. Thế thì nếu mà khó khăn hơn nữa thì chúng ta có thể đứng dậy, chúng ta đi lại trong khoảng 30 giây, 1 phút hoặc 2 phút, 3 phút thì tùy. Sau đó chúng ta lại đi vệ sinh, hoặc là chúng ta quay trở lại, chúng ta làm tiếp cái động tác nằm sấp tiếp. Chúng ta cứ lặp lại điều đó, thì tùy vào cái việc mà chúng ta thực hành được bao lâu, bao nhiêu lần, hay là chúng ta làm có đủ hay không. Và khi mà các bạn đã rèn luyện được một cái thói quen lâu rồi, có nghĩa nó đã biến trở thành thói quen rồi, thì cái việc đó nó rất là đơn giản, và chúng ta chỉ cần uống một ngụm nước là chúng ta nằm sấp tầm khoảng 30 giây là chúng ta dậy, là chúng ta có thể đào thải được gần như toàn bộ những cái chất thải của cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó đã làm việc cả một cái đêm để giúp cho cơ thể của chúng ta thanh thoát hơn, giúp cho cái hệ thống ruột của chúng ta nó nhu động ruột nó tốt hơn, và giúp cho cái hệ đại tràng của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và chắc chắn nó cũng sẽ mang lại rất rất nhiều những cái hiệu quả cho sức khỏe. Về mặt bản chất thì tôi không thể hiểu rõ được như các bác sĩ,
Nhưng mà cái hiệu quả lớn nhất đó là chính là những cái trải nghiệm thực tế của tôi, và tôi thấy nó là một cái điều hiệu quả. Thứ nhất là cái việc uống nước buổi sáng giúp đào thải và đi vệ sinh, như vậy nó giúp cho cái việc là lịch sinh hoạt của mình, làm việc của mình cả ngày hôm đấy nó thực sự rất là tự tin và rất là thoải mái. Chúng ta đi đâu chúng ta không phải lo lắng cái vấn đề là ở lỡ đang đi thì lại buồn đi đại tiện thì sao, thì rất nhiều những cái việc đấy nó xảy ra thì nó gây ra cái sự bất tiện. Cái thứ hai là nó giúp cho cơ thể của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Tại vì các bạn cảm giác là khi mà chúng ta đi vệ sinh xong thì lúc nào cơ thể của chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó thanh thoát hơn, cũng như là nó giúp cho cái quá trình là chúng ta cảm thấy cơ thể của chúng ta nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Chính vì như vậy, ngoài ra thì về mặt bản chất, về mặt nghiên cứu, về mặt khoa học thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta đẩy cái chất thải ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt, càng tuyệt đối càng tốt, thì nó càng giúp cho cái cơ thể của chúng ta. Các bạn cũng biết là rất nhiều người hiện nay đã phải sử dụng những cái phương pháp thải độc đại tràng. Ví dụ như sử dụng thải độc đại tràng phổ biến nhất là sử dụng cà phê, nó cũng rất mất rất nhiều thời gian, nó cũng rất mất rất nhiều những cái công sức, hay là cũng mất rất nhiều cái sự bất tiện. Có nghĩa là khi mà thực hành cái điều đó phải mang thêm những cái dụng cụ, rồi phải mất thời gian, rồi phải nằm, rồi phải đi, rồi phải rất nhiều những thứ và cả chi phí nữa. Thì chúng ta hãy cố gắng làm sao để rèn luyện một cái thói quen đơn giản, nhiều lợi ích như là việc uống nước buổi sáng. Uống nước buổi sáng không chỉ giúp cơ thể đào thải hay giúp bổ sung nước cho cơ thể để mang lại rất nhiều những lợi ích cho cơ thể, mà còn giúp cái mà chúng ta có thể cảm nhận được ngay, đó là rèn luyện thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng và biến nó trở thành một cái thói quen. Có nghĩa là uống nước là đi vệ sinh, uống nước buổi sáng là đi vệ sinh, uống nước buổi sáng là đi vệ sinh, và sau này các bạn rèn luyện nó sẽ trở thành một thói quen. Các bạn chỉ cần uống nước là các bạn đi vệ sinh, và khi nó đã trở thành cái đồng hồ sinh học rồi thì nó sẽ giúp cho cái thói quen này nó thực sự nó là một cái điều không thể thiếu trong cuộc sống, và nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những cái điều tuyệt vời. Và nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan mà tôi có những cái trải nghiệm, tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy subscribe kênh, chia sẻ video này cho nhiều người để tôi có thể lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa.